Xin chào mừng quý thầy cô và các bạn đã quay trở lại với kênh Trường học PowerPoint. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cũng như là các quý thầy cô chúng ta sẽ từng bước để thực hành thiết kế một mẫu infographic trong phần mềm PowerPoint. Chúng ta sẽ từng bước là chèn bố cục này, chèn màu sắc, chèn text và chèn các hiệu ứng cho phần slide trình chiếu của mình. Thì ngay sau đây chúng ta cùng bắt đầu thôi nào. Việc đầu tiên là chúng ta sẽ tạo ra một hình bóng đèn. Các bạn sẽ vào phần Insert, Shape và chúng ta sẽ vẽ ra một hình tròn nhé. Các bạn sẽ chọn hình oval này. Để vẽ ra được hình tròn, các bạn giữ phím Ctrl cộng Shift để chúng ta vẽ. Tiếp tục là chúng ta vào phần Format, Shape Outline. Các bạn sẽ bỏ cho mình đường viền là No Outline. Chúng ta sẽ vào phần Insert, Shape và các bạn sẽ chọn cho mình cái hình là rectangle này nhé. Chúng ta sẽ vẽ một hình. Có cái điểm nút tròn màu vàng này, chúng ta sẽ kéo để bo cái góc này về phía bên tay phải hoặc là bên tay trái thì đều được nhé. Chúng ta bo về bên tay trái. Các bạn cũng bỏ đường viền của đối tượng này đi cho mình nhé. Chúng ta sẽ đổi về màu vàng. Tiếp tục là các bạn sẽ đặt đối tượng này vào đây. Các bạn sẽ vào phần Edit Shape, chọn cho mình là Edit Point. Sẽ có những cái điểm nút màu đen, các bạn chỉ việc là click vào cái điểm nút màu đen này và kéo cho mình vào phía bên tay trái của mỗi bên nhé. Tương tự là cái điểm nút bên này, chúng ta cũng sẽ kéo về bên này. Sau khi điều chỉnh xong thì các bạn sẽ quét chọn qua cả hai đối tượng này cho mình. Chúng ta sẽ vào phần Format, Merge Shape, các bạn chọn cho mình là Union để hợp nhất cả hai đối tượng nhé. Như vậy là chúng ta đã xong được phần đầu tiên. Tiếp tục là các bạn sẽ vào phần Insert Shape để chúng ta vẽ tiếp. Các bạn sẽ kéo cái điểm nút màu vàng này về phía bên tay phải cho mình. Chúng ta sẽ thu nhỏ cái đối tượng này lại. Shape Outline để chúng ta bỏ đường viền của đối tượng này đi. Chúng ta sẽ nhân đôi ra các đối tượng này và phần shape này các bạn sẽ vẽ cho mình một hình oval. Chúng ta sẽ bỏ đường viền của đối tượng này đi trong phần shape outline và chúng ta sẽ đặt phía bên dưới này. Chúng ta sẽ quét chọn toàn bộ các đối tượng này, các bạn vào phần format, merge shape để chúng ta sẽ hợp nhất tất cả các đối tượng này lại là một. Sau đó thì chúng ta sẽ quét chọn cả hai đối tượng này. Các bạn sẽ chuột phải chọn cho mình là group để chúng ta gộp nhóm lại với nhau. Sau đó chúng ta sẽ quay cái đối tượng này xuống dưới. Chúng ta sẽ thay đổi màu sắc cho cái đuôi đèn này nhé. Các bạn vào phần Shape Fill này, chúng ta sẽ đổi màu sắc.
Tiếp tục là chúng ta sẽ insert shape và chúng ta sẽ vẽ một đối tượng là cái dây. Các bạn sẽ bo tròn các điểm góc lại. Shape outline để chúng ta bỏ đường viền đi. Và shape fill để chúng ta đổ màu sắc cho cái dây này. Chúng ta sẽ căn giữa cho cái dây này nhé. Tương tự là bóng đèn chúng ta cũng sẽ căn giữa. Sau khi xong thì chúng ta sẽ nhân bản ra thêm một cái bóng đèn nữa nhé. Chúng ta sẽ kéo xuống bên dưới này. Và kéo sang bên tay phải. Các bạn giữ phím Ctrl cộng Shift để chúng ta nhân đôi các đối tượng. Tiếp tục là chúng ta sẽ vào phần Shape Fill, chọn Eyedropper để chúng ta đổ màu sắc cho các bóng đèn nhé. Chúng ta sẽ quét chọn và chọn vào phần là group để gộp nhóm các đối tượng này. Format Shape Effect để chúng ta thêm cái hiệu ứng bóng cho cái đối tượng này. Các bạn trượt phải chọn Format Shape và phần Effect này. Shadow chúng ta sẽ tăng cái size cho cái đường bóng lên. Blue các bạn sẽ để cho mình khoảng 15. Tiếp tục là các bạn trượt phải vào cái phông nền này, chọn Format Background. Chúng ta sẽ chọn một cái màu nền. Chúng ta sẽ chèn chữ vào trong các đối tượng này nhé. Các bạn vào Text Box để chúng ta quét chọn này. Đấy, chúng ta sẽ để là các chữ in hoa nhé. Căn giữa và các bạn sẽ thay đổi phông chữ cho mình. Chúng ta sẽ copy sang các đối tượng bên cạnh. Tiếp tục là chúng ta sẽ tạo ra một đoạn văn bản để chúng ta chèn vào đây. Các bạn ấn là bằng nhé. Lorem mở ngoặc phẩy 1 nhé. Ta sẽ thay đổi lại phông chữ cho đối tượng này. Các bạn thay đổi màu sắc của chữ về màu trắng. Và tiếp theo là chúng ta sẽ cài đặt lại hiệu ứng cho các đối tượng này. Các bạn sẽ chọn vào đối tượng và ấn vào phần Animation. Chúng ta sẽ chọn là phần Flash In. Trong phần Effect Option này mình sẽ chọn cái hướng của đối tượng
là sẽ di chuyển từ trên xuống dưới. Chữ này chúng ta sẽ chọn và chọn là split nhé. Tiếp tục là chúng ta sẽ quét chọn hiệu ứng sang các đối tượng còn lại. Và như vậy là chúng ta đã thực hành thiết kế xong một mẫu infographic trong phần mềm PowerPoint. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng ấn F5 hoặc là ấn slideshow để chúng ta xem lại nhé. Và như vậy là trong video này, mình đã hướng dẫn các bạn thực hành thiết kế một mẫu infographic trong phần mềm PowerPoint. Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì hãy bình luận, like và subscribe để ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.